chỉ đơn phương một người thôi. Dạ sếp em. Hả? Vô thì yêu sếp luôn hả? Em 29 tuổi tới giờ chưa có mảnh tình cắt dai nào anh. Hả? Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình nha. Dạ chào anh Quy Tiên, chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lô Văn An và em 29 tuổi và hiện nay em đang là nhân viên kế toán của một công ty tư vấn thành lập công ty. An 29 tuổi. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Long An. Long An. Dạ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả ở trường quay, chào anh An. Em tên là Huỳnh Thị Kim Đan, năm nay em 25 tuổi, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm nhân viên thẩm định ở một công ty tài chính ở quận 3. Em thì đang ở trọ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hay quá. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Đan? Dạ ưu điểm của em là hay cười, siêng năng, biết nấu ăn, có trách nhiệm trong công việc. Nhược điểm của em thì là em hay suy nghĩ nhiều, nhiều khi suy nghĩ tiêu cực nữa, rồi cũng hay khóc. Nghĩ rồi xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ gì, ví dụ nghĩ là nghĩ gì em? Nghĩ kiểu như hồi xưa mẹ mình thấy khổ quá vậy cái khóc. Vậy hả, rồi ngồi nghĩ về chuyện xưa chuyện nay rồi khóc vậy đó. Dạ đúng rồi, nghĩ tùm lum la. Rồi mấy lúc khóc đó rồi ai dỗ? Tự nín. Khóc không mệt, tự nín thôi. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ tích cực á, mai mốt mình giàu cái mình cười à. Có không? Có nào nghĩ là chồng em mốt chắc mình giàu quá cái ngồi cười của mình không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Rồi bây giờ anh trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là cần cù ghi nhẫn, biết ca hát và biết hội họa. Ca hát hội họa nữa. Quá dữ. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là còn chậm và chưa được thấu phát trong cái việc nhà. Việc nhà không tháo vát, việc cơ quan có tháo vát không? Perfect à. Perfect hả? Vậy cũng được. Bây giờ hát bài gì đó tặng bạn gái cho nó không khí thôi. Em xin hát bài Ngày Xuân Vui Cưới, thì năm mới cũng sắp đến rồi. Gửi tặng cho bạn gái và tất cả khán giả trường quay ở đây. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà cha bà hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát có bền lâu, ta hát cái xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói ông thầy tam, có tính nè nè mẹ này cưới luôn cho thằng xéo. Anh tính cho đầu tôi anh mừng xuôi ngang. Người ta hát bài vui người ta cười cho nó banh cái miệng lên. Hát bài vui, ôm vui quá xá là vui, đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Anh ơi, thôi hợp quá. Mặt phải vui lên chứ, đúng không? Rồi, thôi được rồi, bây giờ tới mình cô gái nè. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ em chỉ đơn phương một người thôi. Bao lâu rồi em? Dạ, từ hồi em vô công ty tới giờ chắc cũng được hơn 5 rưỡi rồi. Một năm rưỡi, một mối tình đơn phương. Dạ. Ai vậy? Người nào vậy? Dạ, sếp em. Hả? Trời ơi, dùng đi yêu sếp luôn hả? Rồi sếp có biết không em? Dạ biết chứ. Biết. Dạ. Phản ứng của ảnh sao? Ảnh chỉ xem em là em đồng nghiệp thôi. Bữa nay em lên đây là sếp em biết không? Dạ biết chứ. Còn khuyến khích em đi nữa mà. Tại vì ảnh muốn nhẹ nhàng á. Rồi lý do tại sao mà bao nhiêu đây rồi, bao nhiêu tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ chắc tại lúc trước là đi học là lo học thôi, sau đó là ra làm. Mà do chắc phong cách mặc đồ của em á, mặc quần tây áo trắng con trai nó không thích. Ở bên đây nghe. Ôi, chàng trai bên kia nghe cảm thấy thế nào? Bên đây nghe khoái. Bây giờ mình nói chút xíu tình trường, bên kia chưa có mối tình nào. Em mấy mối tình rồi? Nói thật với anh đó. Ừ. Em 29 tuổi tới giờ chưa có mảnh tình dắt dai nào anh. Hả? Em có gì đó đơn phương giống như bên kia không? Thì cũng có, nhưng mà chưa kịp thổ lời thì người đó đã về quê. Trời đất ơi, hai người này sao lạ ta. Ủa mà 29 tuổi rồi mà anh không cua được ai hết trơn á anh? Đúng rồi, dạng như là em là thuộc ngữ kế toán là hàng tồn kho, khó bán á chị. Bây giờ nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, một người đàn ông hiền lành, có giọng trầm ấm, biết lo lắng, quan tâm cho gia đình. Nãy giờ nghe giọng anh có trầm ấm không? Dạ ấm. Ấm à hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không có thích nói chuyện với người con gái khác á. Trời ơi. Trời ơi, ủa cô ghen dữ lắm hả?
Rồi thí dụ như bây giờ em hai người yêu nhau mà rủ em lỡ em thấy ảnh đang đứng chọc ghẹo cô nào thì em làm sao, xử lý sao? Thì em im lặng thôi, không nói chuyện thôi. Không nói chuyện. Dạ. Vậy cũng đâu có ghen khó gì đâu. Cái càng thì khó lắm á. Bên đây. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? À, mẫu hình lý tưởng của em á là khuôn mặt dễ thương, thân hình cân đối, cao 1m55 trở lên. Tính tình phải hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết nói ăn càng tốt. Tiêu chuẩn cũng cao quá ha. Bây giờ đến coi qua coi coi tiêu chuẩn của em như thế nào nha. Thử coi hợp với bên đây không? Quốc Hà. Uống. Ngoại hình cân đối. Dễ thương. Có đủ. Có đủ hết trơn á. Anh đưa ra tiêu chuẩn vậy em thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu? Dạ chắc 90%. 90% hả? Dạ. Em ghen vậy đó. Em có nghĩ là mình quá ghen không? Thì em cũng nghĩ là em ghen quá, nhưng mà chỉ trong suy nghĩ em thôi, em đâu có làm gì ảnh không đâu. Suy nghĩ vậy nó khổ cho mình. Dạ. Ta nói chuyện kệ người ta chứ. Nhưng được mà không suy nghĩ không được. Tại mình thương người ta mà. Tại mình thương người ta mà. Lo khổ cho mình đó em ơi. Càng ghen mình khổ luôn á. Được rồi đó, anh thấy ổn, dễ thương. Ngoại hình vô cùng cân đối. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ nếu như mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Chắc 2 năm nữa chị. 2 năm nữa? Dạ. Sao lâu vậy? Tại mình phải để dành tiền chứ. Để dành tiền chi? Đàn ông người ta để dành tiền chứ. Trời ơi, em để dành tiền làm gì? Phụ. Trời ơi, phụ chi? Dễ thương không? Ta phụ nữ người ta để tiền để phụ đàn ông nó quá dễ thương luôn. Được ha? Dạ. Dạ, em chào chị. Cũng có vẻ xứng đôi ha. Khi nào em tính tiến tới hôn nhân? Thì cũng theo bạn gái, theo con gái thôi. Hai người lấy nhau về tính sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Sống em sống với mẹ thì chắc cũng sống với mẹ. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, dựng dai và xe xua đưa đồ. Xe xua thì cô này em nghe rồi đó, mặc có quần tay áo trắng không à, bởi vậy không có vào cua được, không có ai cua hết trơn á. Dạ. Không, nhưng mà cái giận dai là có à. Cái gì chứ ghen là ghen dữ lắm, giận dai lắm à. Bây giờ giả tỷ như cổ ghen nè, cổ giận em thì em làm sao để cho cổ hết giận? Thì mình chủ động xin lỗi chứ. Xin lỗi bằng cách nào? Thì chuẩn bị một cái tiệc bất ngờ cho cổ. À, tiệc bất ngờ ha. Thôi vậy chứ cũng lãng mạn lắm nhưng mà. Ừ, không lãng mạn quá mà sao lãng nhách 29 năm thì không biết nữa. Anh cũng được đó em, thấy cũng có vẻ là hợp lý với em á, cân đối á. Giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai trẻ gặp mặt ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ ruột của em, anh họ với bạn đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp mẹ em. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị có mặt trong buổi từ trường quay hôm nay. Thì đến đây thì cũng như là một cái duyên. Cuối cùng thì cũng do quyết định của cái ý của con. Cô có đòi hỏi gì chàng rể tương lai không? Không, không đòi hỏi gì. Nói vài câu với cô đi. Dạ, con... con nghĩ rằng con chưa được hoàn hảo, nhưng mà con cố gắng sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái của cô. Cô cảm ơn. Dạ. Rồi, con trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em và những bạn đồng nghiệp của em. À, cũng có mẹ nữa. Dạ. Cho chị gặp mẹ. Dạ, chào cô. Chào cô à. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ, với cô Cát Tường. Dạ. Con là mẹ của An. Dạ. Cô thấy... bạn gái bên này là như thế nào cô? Được, thấy cũng chị dễ thương. Dạ, mấy bút về ở chung với nhau được cô ha. Cũng muốn cho hai con được tiến tới. Nhà trai á, đứng lên lại nhà gái mình nói vài câu đi cô. Đó, hai bà xui tương lai biết đâu. Đứng ở chính giữa mình bắt tay nhau đi. Cặp video luôn đi. Cũng nói là giờ hai con nó gặp mặt thì cũng nói với chị đây cho hai con nó được hẹn hò rồi chuyện tiến tới không dẫn hai con. Dạ em thì cái ý em cũng giống như chị, thì dầu sao đây nữa thì cũng quyết định do hai cháu chứ mình quyết định thì đúng nó rồi. Cũng không dạ. Có đúng hai dạ. Hai bên tương lai ôm nhau một cái thì cho nó tình cảm. Rồi cảm ơn hai nhà trai nhà gái nha. Hay rồi, hôm nay là rất là tuyệt vời, có gia đình hai bên luôn. Bây giờ quan trọng là hai trẻ, mình kéo màn lên, mình làm gì đó, mình nói gì đó ha. Rồi, hôm nay vui quá là vui. Kéo màn. Em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Bức tranh đó làm sao nói cho cô nghe biết đi. À, bức tranh này anh đã thức trắng mấy đêm để dễ tặng cho em đấy. Quay xuống dưới cho khán giả coi với em.
Vậy là khéo tay lắm á. Dạ. Cắn mấy đêm rồi. Dạ em cắn anh. Thì em quan niệm với như thế nào về tình yêu? Tình yêu thì cần phải sự chân thành. Nói như chân thành, nó đừng có lừa dối nhau là được. Với lại là phải thương nhau, thương gia đình của nhau. Thì anh có định góp nhà ở trên thành phố không? Góp nhà? Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là hai người góp sẽ khỏe hơn một người góp. Đúng rồi, em có bằng lòng ở chung với mẹ anh hay không? Dạ được, bình thường. Nói chung em rất là thích là được chăm sóc người khác. Nói chung là vậy em. Ý là không cần mua nhà nữa, không cần góp nhà, anh có nhà sẵn rồi. Ủa, anh có nhà trên đây luôn hả? Đúng rồi. Ờ vậy thôi khỏi. Tiền bạc giao cho về cổ giữ thôi, mình giữ. À, nếu được thì anh sẽ giao cho em giữ luôn. Cụ thể bây giờ một tháng ví dụ em làm 10 triệu em giữ nhiêu? Giao nhiêu? 10 triệu anh. Em giữ 5 triệu thôi được rồi. Trời ơi, đủ ông xài gì 5 triệu với ông. Em dám được không? 5 triệu được không? Dạ được. Trời được luôn. Cô này dễ giữ với em, bình tĩnh nè. Bắt cái bình tĩnh nha, mình phải có giá của mình chứ. Gì chưa gì? À vậy đưa hết hả? Mẹ nói đưa hết kìa thấy không? Không, má nói đưa hết kìa. Đúng không? Đưa nha. Đưa hết. Đưa hết. Anh mỗi sáng phát lương cho anh là đủ tiền ăn sáng được rồi. Xăng sổ là được rồi. Được. Sáng em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Trời ơi, khỏi tiền luôn. Khỏi phát tiền luôn. Xong luôn. Sáng em nấu cơm pha cà phê anh. Rồi xăng em xách em đổ sẵn rồi anh cứ đi thôi. Đúng không em gái? Dạ đúng rồi. Cô lo hết rồi. Tiền mẹ. Thôi được rồi. Bây giờ mỗi người một câu thật tình cảm nha. Rồi mình tiến hành thủ tục. Suy nghĩ thật kỹ. Em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, có rung động hay không? Hãy nói với em gái. À, anh nghĩ rằng em rất hợp với anh. À, nếu như mà em cho chúng ta cơ hội thì anh tin rằng chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Rồi, hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút rồi hôn, nụ hôn đầu tiên chứng kiến mọi người luôn nha. Rồi, bây giờ nãy giờ mình nói chuyện vui ha. Bây giờ mình lắng lại 30 giây, nhắm mắt lại đi các bạn. Nhớ nha, kiểm tra thật bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau để tiến tới hôn nhân. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nắm chứ không phải bắt. Hợp lắm á. Đấy. Thủ tục của chương trình. Dạ xin phép hôn. Phép gì nói lớn lên. Dạ con xin phép mẹ cho hôn. Quá dữ luôn đó. Mẹ gật đầu chưa? Đó gật đầu rồi. Khởi luôn. Từ từ nha. Để nguyên nha. Chừng nào tôi nói buông là buông nha. Bắt đầu. Để nguyên. Trời đừng ngồi anh. Hả? Đừng ngồi. Cặp này dễ thương cái sao. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Đến đó xem phim nó có không gian thật lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn thì TV này sẽ có trong nhà của bạn. Rồi nắm tay nhau thật chặt không buông tay ra nha. Đây quà của bạn. Đi xem phim tìm hiểu nhau. Đó. Rồi xin mời. Nói với mẹ, xin phép mẹ dẫn bạn gái đi đâu. Xin phép mẹ nói đi đâu. Xin phép mẹ đi uống cà phê cho bạn gái. Em thích những cái điều lãng mạn nên em cũng muốn là tạo cho đối phương những cái điều lãng mạn như vậy. Nên nếu mà ảnh cương thì em nhu, còn ảnh nhu thì em cương. Ồ, hay quá vậy. Thế cho nên em yên tâm, nếu mà em cương hơn anh thì anh phải gì nè. Tóm lại là hai đứa đều cố gắng. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ sớm tiến đến hôn nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay nha. Hạ Màn. Mời bạn nam.
Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay. Em Đỗ Tiến Tùng, 26 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện tại đang buôn bán cây cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán quận Bình Tân. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Anh, năm nay em 26 tuổi, cầm tinh con dê đấy ạ. Em được sinh ra tại Đắk Lắk nhưng mà lớn lên và học tập tại Quảng Ngãi, và hiện tại thì em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Tình trường của mình như thế nào em? Trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình đơn phương lúc mà còn đi học. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức hết? Dạ đúng rồi. Em có hiểu nguyên nhân tại sao không? Em thấy mình thuộc cung song ngư cũng khá là đa sầu đa cảm, nhưng mà chắc là do là chưa có xúc tác á chị. Chà, có vẻ cũng coi tuổi, coi đồ. Em muốn tìm tuổi gì? Sinh năm 90 hoặc là 87 gì đấy. Bằng tuổi là có được không? Nếu mà tính tình anh đấy thì hợp thì được hả chị? Thua một tuổi được không em? Cái đấy không thành vấn đề đâu. Bạn trai, bạn em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 2 mối tình. Một cái thời đang học lớp 12. Rồi, cái đó bỏ qua đi. Dạ, cái mối tình mới đây nè. Còn mới đây là hơn năm rồi. Tụi em quen nhau 3 năm. Càng ngày mình hiểu nhau quá thì cái độ thông cảm nó không còn. Hay là em khó quá? Không. Thôi mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình thông cảm nhau nhiều hơn, không được hả? Dạ không khả. Cũng khó ha. Vì đã nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau rồi nhưng mà nó không tới đâu. Tức không ai chịu nhường ai hết. Dạ. Khi nói chuyện thì nhường nhưng mà khi về thì lại làm cái khác. Tại vì tánh cũng ngang bướng đó. Và bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em khá là thiện cảm với những anh chàng mà có khuôn mặt tròn, có nụ cười dễ thương. Chiều cao thì cỡ từ 1m68 đến 1m72. Thích cảm giác là đứng lên, gót lên hôn người đó thì nó sẽ lãng mạn hơn rất là nhiều. Xưa giờ được hôn ai chia chưa? Suýt nữa chị. Suýt hả? Suýt nữa nghĩa là chưa hôn? Chưa. Mà tưởng tượng ra khoái là đứng nhón lên hôn. Hay xem phim thì thấy lãng mạn mà. Em trai cao được mét mấy em? Em 1m70 chị. Dạ, đủ nhón rồi ha. Rồi, có yêu cầu gì nữa? Em cũng mong muốn là chàng trai cũng sống và quan tâm đến những người trong gia đình. Em thấy những chàng trai mà biết về máy tính hay là sửa chữa những cái việc ở trong nhà nhìn rất là cuốn hút. Em hay chơi các môn thể thao, ví dụ như cầu lông hay là bowling gì đó. Nếu mà anh đó biết thì có thể là hai người cùng chơi và thi đấu với nhau. Trời ơi, thi đấu nữa. Biết môn nào em trai? Em thì cái nào cũng chơi được. Còn em thì muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì chỉ cần bạn ấy cao 1m53 trở lên, hiền lành, chịu khó, lấy phép với người lớn là được. Còn em, mẫu người bạn trai em thích là về vóc dáng là chị qua chị coi mặt. Dạ, tròn tròn một tí. Tròn. Dạ, ôm ấm cho nó ấm. Cao mà tròn khó, thường cao sẽ ốm. Thế lửa gầy có được không em? Không quá gầy là được ạ. Về nếu có cơ hội em đổ lên cho lên. Rồi, ok, chỉ cần có chiều cao để nhón lên hung thôi. Okay. Đẹp trai, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Thiếu tròn chút thôi. Thiếu tròn cho nó dễ lắm. Thiếu tròn nhưng đâu cũng cho đó, đâu có thiếu gì đâu. Khi nào thì em tính chuyện hôn nhân? Từ 1-2 năm. Nhưng mà hai đứa mà thể hiểu nhau được thì sớm hơn cũng được. Rồi lập nghiệp trong thành phố luôn hay là về quê? Em thì lập nghiệp trong đây nhưng mà cái xu hướng của em vẫn về quê hơn. Không biết bạn nữ như thế nào thôi. Tầm về 40 tuổi gì đó là em là không ở trong đây. Coi như là trung niên về già mới về quê. Còn giờ tuổi trẻ là trong này lập nghiệp. Dạ. Cũng hay. Vậy mình có cần làm dâu không em? Hiện giờ gia đình mình ở đâu? Ba mẹ em thì ở trong đây với em nhưng mà do có công việc nên về quê. Có thể ở làm dâu cũng được, hoặc là khi mà có điều kiện, hai đứa có điều kiện đó, mua nhà để ở riêng cũng được. Có cái điều gì em đặc biệt em không thích ở người bạn gái không? Đó là kiểm soát em quá. Ví dụ em đi đâu phải cái này cái kia thông báo rồi. Mà thường là em hay đi đâu? Em thì ít đi đâu lắm, chơi bời thì không có. Thì em đi cũng phải nói, anh đi qua hàng bạn nha, anh đi uống cà phê chứ đi khơi khơi không có đi đâu. Ta tìm, ta sợ, ta lo lắng thôi. Chỉ cần biết là được rồi, anh muốn đi đâu anh đi. Có vẻ gia trưởng lắm nè. Khó chịu nữa. Em chỉ ngăn luôn thôi. Em nghe những cái tiêu chuẩn của ảnh vậy em thấy sao? Được không em? Rồi, đến qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Ô, chào cô gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe anh nói em tưởng tượng anh này như thế nào? Em tưởng tượng anh ấy khá một người khá là lanh lợi nhưng mà cũng hơi khó tính. Nên nếu mà ảnh cương thì em nhu, còn ảnh nhu thì em cương. Ồ, hay quá vậy. Dạ. Vậy là hợp đấy. Ha. Dạ. Anh nói là phải 40 tuổi anh về Thanh Hóa đó, em thấy sao? Dạ, định hướng của em cũng là lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em cũng thích tung tăng ở vùng quê. Nhưng mà về Thanh Hóa thì để xem tương lai, thì việc của em là ở Quảng Ngãi. Coi như có việc làm thì đâu cũng được ha. Dạ. Em ghét gì ở người bạn đời mình nhất? Em không thích đàn ông mà tính toán quá, chi ly á. Đàn ông phải đừng có bàng quan hay thờ ơ với mọi việc xung quanh quá. Ừ. Dạ. Mà
Anh này chắc anh kỹ lắm, bởi vì chăm sóc cây kiểng á rất là kỹ, lo từng cái lá, từng cái chồi luôn á. Cái này chắc anh nghĩ chắc là có sự quan tâm. Dạ, chắc là anh quan tâm cây cảnh hơn là tùy thôi. Dạ. Không, anh thấy anh này cũng hiền lành, hơi ngang bướng tí, nhưng mà nếu như cách em nói thì cách xử như thế cũng được. Dạ. Lúc cương lúc nhu ha. Ừ, biết đâu em sẽ là người cầm cương được thì sao? Dạ. Hôm nay chúng ta có đi với ai ủng hộ mình không em? Dạ, hôm nay em đi với bạn, với là em của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Bây giờ thì em thấy là hai bạn này có vẻ là xứng đôi. Tại vì bạn Oanh á, thì tính của bạn á, thì rất là tốt. Chủ yếu là nhiều khi là hay giận hơi dai xíu. Dạ. Còn em thấy bạn bên đây á, là nếu mà bạn ấy chiều chuộng bạn gái được và biết lãng mạn thì em thấy cặp đôi này sẽ rất là hạnh phúc. Biết lãng mạn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Mình đi với ai? Em đi với anh chị ạ, chị ruột ạ. Em chào chị Cát Tường, Quyền Linh ạ. Rồi, chào chị. Chào em gái. Dạ. Chị muốn nói với em là em trai của chị rất là nóng tính nhưng mà rất tốt tính. Chị mong rằng hai em sẽ được tiến tới để hẹn hò, rồi có thể một ngày gần đây là sẽ đám cưới. Chị thấy em dễ thương. Em thấy chị rồi. Hiền quá nhờ. Em nói cái câu với chị đi em. Dạ. Thiệt ra thì tính em cũng hơi hơi giống tính mẹ em. Là ba em khá là nóng tính. Mẹ em nhìn hiền vậy thôi chứ vẫn cầm cương được bố em đó. Thế em yên tâm, nếu mà em cương hơn anh là anh còn phải chị nè. Tóm lại là hai đứa đều cố gắng. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên, hai bạn có thể trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Gói này tặng em. Dạ, chào anh. Cho anh hỏi em một câu, vài câu được không? Dạ, được anh. Cái quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em cũng mong muốn là ví dụ như là anh có cái điều gì đấy thì có thể là chia sẻ với em. Thực tế là em không cần một người đàn ông mà quá hoàn hảo, mà chỉ cần là tin tưởng em để mà cùng có thể là cùng em phấn đấu. Thế nhiều khi mà anh có cái muốn nói mà anh nói nhiều quá em có ngồi chịu nghe không? Chủ yếu là anh có sức để nói không chứ? Em ngồi cả ngày cho anh nói luôn. Thế là cái quan niệm tình yêu của anh như thế nào? Có giống với, em không ạ? Với của anh thì hợp thì sẽ yêu, hiểu sẽ cần. Anh có nhớ tên em không ạ? Kim Oanh. Em tên là Kiều Oanh. Em tên Kiều gì vậy ạ? Anh tên Tùng. À, hiểu không? Chào anh Tùng. Hai đứa đến được với nhau thì con cái thì tính được mấy đứa? Trời cho nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tùy sức. Hai đứa tìm hiểu nhau thì em có thể dành cho anh thời gian một tuần bao nhiêu lần gặp mặt? Chủ yếu là do cảm xúc của em thôi. Nếu mà em đã thích đi thì sao em đi cũng được, mà em đã không thích đi thì em sẽ không đi thôi. Anh thì nói chung là không quan niệm là một tuần mình phải gặp bao nhiêu lần. Nói chung hôm nay mình cảm thấy mình muốn gặp người đó là anh sẽ đến gặp, bất kể giờ nào, nếu người đó rảnh thì mình sẽ tới. Có lịch làm việc của anh? Cái lịch làm việc của anh thì nó không cố định, nhiều khi có thể làm đêm mà cả ngày ngồi chơi, mà có khi làm cả ngày, tối thì tầm 6-7 giờ nghỉ hoặc nghỉ vài ba ngày vẫn có. Thế anh nghĩ thế nào về một bạn gái là một nhân viên kinh doanh này? Anh cũng rất thích vì anh cũng đang trong cái con đường kinh doanh mà cũng đang muốn bước tới cái đó mà. À, dạ vâng ạ. Theo em thì bao lâu thì có thể đến được với nhau? Em thấy thầy bói Facebook phán em là 28 tuổi là em sẽ kết hôn. Nhưng mà em nghĩ cái tuổi này nó cũng khá là ổn. Tại vì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc với lại cái tinh thần mình nó cũng được thoải mái. Với anh thì cảm thấy hợp thì sẽ cưới chứ không nhất quyết phải năm nào. Rồi, chúng ta em có thể hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để cảm nhận về gọi là sự lãng mạn của em, bởi vì nãy nghe bạn em nói thì cô ấy rất là lãng mạn đấy nhá. Thử xem nào. Dạ dạ. Lần đầu ta gặp Oanh tại chương trình hôm nay, ngập ngừng ta hỏi Oanh, Oanh bảo Oanh chưa yêu. Ừ thì Oanh chưa yêu, bây giờ yêu nhé Oanh. Em hết ạ. Chế cái bài hát rồi em hát dở cho nên là được như vậy thôi. Không, dễ thương mà. Rồi anh có muốn rồi, nói không gì không? Vô đó người ta nhỏ rồi xuống anh cái nó không vô. Quan trọng nội dung thôi, hát không hay không quan trọng. Dạ. Sao em? Em thì hát không có hay, hát thì em xin phép dừng chứ không là chạy hết.
Yên tâm, nhưng không ai chạy đâu, đóng cửa hết rồi. Rồi bây giờ mỗi người nói một câu đi, rồi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Một câu rất là tình cảm và nói đúng hiện giờ ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là ta đến với đây là cảm là một cái duyên rồi, còn phận hay không do chúng ta nắm giữ, nên là hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nào đó tìm hiểu em để anh thay đổi bản thân anh. Em là một cô gái không quá là năng động nhưng mà cũng không quá là thu mình, tính khí cũng có hay là ương bướng, nên nếu mà anh có yêu em thì cố lên anh nhé. Đặt tay vào nút bấm rồi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhá và đưa ra quyết định của mình, và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nếu chúng ta không cảm thấy rung động thì chúng ta không bấm, để dành đó cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Tặng anh nhau rồi các bạn. Nếu anh yêu em thì cố gắng lên anh nha. Tuyệt vời đấy. Thôi hôn bạn gái cái chứng kiến ngày gặp mặt đầu tiên đi. Các bạn sẽ có những cái thời gian xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng được tuyệt vời hơn nữa. Và một món quà nữa dành cho các bạn. Đây là chiếc Bana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Một dòng sản phẩm của Bana TV được sản xuất chất lượng theo công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Chúc mừng các bạn nhé. Dạ, bạn. Dạ, cảm ơn chị. Gặp gỡ một cặp đôi, họ cũng sẽ chia sẻ câu chuyện tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Chàng trai đã ngồi đây rồi, bây giờ Cát Tường sẽ ra ngoài và đưa cô gái vào đây quý vị nha. Rồi, hai bước nữa thôi, cái ghế bên trái rồi. Mở mặt nạ ra hai bạn ơi. Mình ngồi vào vị trí rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời em trai giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Phú Tuấn Hòa, sinh ngày 20/11/1988. Đúng rồi. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm kỹ thuật viên của điện tử. Rồi mình đang sống với ai? Em đang hiện tại đang sống ở nhà với cháu. Ba mẹ ở đâu? Ba mất lâu rồi, mẹ ở chung cư. Mẹ ở chung cư mà mình không ở chung với mẹ. Đúng mình rồi. Ở với cháu. Đúng rồi. Mấy anh chị em? Một chị một anh. Là có gia đình hết rồi, còn dạ, mình thôi phải không? Rồi. Còn mình em thôi. Quê em là ở đâu? Em là gốc Huế, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Bình Thạnh. Đó là thông tin của bạn trai ha, giờ tới phiên mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn trai đối diện và chào toàn bộ ekip ạ. Dạ, em tên là Lương Hải Vy ạ, năm nay em 27 tuổi, em hiện em sinh ra và lớn lên ở thành phố luôn ạ. Rồi, nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà có 4 chị em gái ạ. Rồi lấy chồng hết chưa? Dạ chưa. Em là thứ mấy? Dạ em thứ ba, có một người chị cả nữa. Có người chị cả mà dạ, chị hai đứa em nữa. Chị chưa lấy chồng dạ, luôn. Dạ đúng. 4 chị em gái. Trời dạ. Ơi, 4 trái bom nổ chậm. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên siêu thị ngành hàng á. Ngành hàng rau quả chị. Nhưng mà em sẽ làm theo ca cố định là buổi chiều. Wow, vậy là đi dạ. Chơi rồi, ví dụ giờ có bộ đi chơi bạn trai đi giờ nào nè? Dạ ngày ốp. À, một tháng được ốp mấy ngày? Dạ 4 ngày ạ. Vậy cũng được, có như tuần bình quân cũng có được ngày đi chơi. Dạ. Còn em giờ giấc làm việc em sao? Em là làm giờ hành chánh, nghỉ cuối tuần, chủ nhật. Còn nếu như mà bạn gái bên kia mà muốn em nghỉ thứ ba thì em phải thu xếp nghỉ thứ ba. Muốn em nghỉ ngày nào thì em sẽ nghỉ ngày đó. Nhưng mà bù lại là công việc của em là không tính vào tính ca, mà công việc em tính là tính việc. Lương là theo năng lực. Lương là theo năng lực, mà hiện tại lương đủ sống không? Năng lực có ổn định không? Ổn chị. Rồi bữa nay sao? Hồi ơi, đem bánh mì theo chi vậy? Bánh dạ. Món bánh mì đó ý nghĩa gì? Dạ, bánh mì này là gắn bó với cuộc sống em hàng ngày á chị. Nè, gia đình em buôn bán nhỏ lẻ kinh doanh bánh mì á chị. Bề ngoài nó thiên tuy nó khô khan nhưng mà ở trong nó là ấm áp. Rồi một chút xíu nữa thì mở cửa trái tim, em sẽ tặng quà này cho người bạn trai của mình dạ. Nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì quà? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn, nhiệt tình với công việc. Nhiệt tình. Vui vẻ. Vui vẻ. Còn điểm yếu của em á là nhậu vô hơi lẹ. Em ít nhậu lắm, trung bình một tuần nhậu lần vào thứ bảy cuối tuần. Đó là chỉ được nghỉ. Rồi thôi cũng được, còn thanh niên mà. Nhưng mà lúc lầy là làm gì, sao gọi là lầy? Như em đang ở nhà đi, em nhắn tin là dạ, anh muốn gặp em, anh đang đứng trước nhà em nè.
vậy, đâu có gì đâu lì, có gì đâu lầy. Lầy mà mình nhậu rồi mình la hét phá phách gì đó. Em phải giữ sĩ diện của em. Giữ sĩ diện, biết giữ sĩ diện là chưa có lầy. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, giống như là cái suy nghĩ của em không có gọi là vô tư á chị. Em là tính em cũng hay tiết kiệm đó chị. Tính em cũng thuộc tiếp người gia đình đó chị, cũng biết quan tâm tới gia đình. Dạ, khuyết điểm của em là khá thẳng thắn và nóng tính. Em cũng nhút nhát, không có quyết đoán. Và em cũng hay quên, mù đường đó chị. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng không có tình trường nhiều, cũng không có mối tình nào sâu đậm á chị. Toàn là yêu đơn phương không à. Thích người đó nhưng mà người đó cũng ly dị vợ đó. Mẹ em không cho tiến tới. Yêu đơn phương dạng như là tại vì lúc mà em làm cho siêu thị em có thích một cái anh quản lý đó, nhưng mà ảnh làm được có mấy tháng rồi. Mà anh có biết mình thích ảnh không? Dạ, ảnh cũng biết rồi. Mà anh né hả hay là anh có bạn gái? Dạ, rồi anh có bạn gái rồi, nhưng mà ảnh lúc đó ảnh cũng, em cũng nhắn tin quan tâm, ảnh cũng nhận nữa chị. Trời, rồi bao lâu mới hết cái mối tình đó? Dạ, tại vì ảnh làm quản lý của em cũng được mấy tháng, 3-4 tháng rồi, rồi ảnh nghỉ rồi. Cũng từ đó là em cũng không dám nhắn tin với ảnh nữa, tại vì em thấy cũng kỳ, ảnh cũng có bồ rồi. Ừ, không nên nhắn tin với ảnh nữa. Ừ, dạ. Rồi còn cái mối mà gia đình không chịu là sao nữa? Cái mối này là... vợ đã quen được bao lâu? Dạ, là em có quen cái ông đó là người Trung Quốc. Thì em cũng một thời gian cũng nói chuyện, rồi ổng cũng rủ em đi xem phim. Nhưng mà sau lần xem phim cái ổng tỏ tình với em. Cái em thấy ồ sao nhanh quá, mới có coi phim rồi mình tỏ tình rồi, kỳ quá. Xong rồi lúc đó em cũng có chuyện gì tâm sự là em cũng nói với mẹ em hết. Rồi nói mẹ em, rồi mẹ em chửi em. Mẹ em nói mày là còn con gái mà không nên quen đàn ông đã có vợ, ly dị vợ rồi. Nên em cũng đứt gánh luôn. Đứt gánh luôn. Dạ. Nghe cũng bi đát quá ha. Tréo ngoe, tréo ngoẩy không nghe người ta kể chuyện tình yêu mình toát mồ hôi vậy cưng. Tình trường bên đây sao? À, em thì quen một người. Một người một? Một người quen lâu, quen 4 năm. 4 năm. Trước đây em là đầu bếp. Em làm ngoài bếp. Em theo ngoài bếp được 8 năm. Thì em cứ đi làm thôi thì một tuần em được nghỉ 1 ngày. Có những nơi thì 1 tháng mới được nghỉ 1 ngày. Thành ra em không có thời gian nhìn gì cho bạn gái. Thì bạn gái cứ đi với đồng nghiệp. Em cũng chơi. Ủa, đi chơi với bạn trai hả? Đúng rồi, chơi với bạn trai đồng nghiệp á, trai gái gì đó. Rồi chơi chung rồi tụi nó quen nhau luôn. Rồi, thì xong. Em cũng im luôn. Chứ mà bạn ấy nói cho em biết hay là em phát hiện hay là như thế nào? Tự động thời gian rồi làm mình hiểu ra. Cái tình là không muốn quen nữa. Vậy thôi. Nhưng mà qua nữa. Qua điều đó thì em có rút ra được cái gì không? Kinh nghiệm gì không? Thì do em chắc là em bận quá, đi làm quá. Bây giờ là em mới không làm người bếp nữa. Thật ra nó không phải là ở bên nhau bao lâu mà quan trọng mình có thật sự quan tâm nhau hay không. Dạ. Mình quan tâm như một cái hỏi han, chăm sóc, gọi điện, nhắn tin đúng lúc, đúng cái lúc mà người bạn gái mình cần, người bạn trai mình cần. Nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, bạn trai hơi cao hơn em một xíu, khoảng chừng 1m7, tại vì em lùn quá. Em cao 1m56. Em cao nhiêu? Dạ, 1m73. Rồi, quá chuẩn. Dạ, kiểu như là bạn ấy là không được vũ phu chị. Không được vũ phu, không được gia trưởng quá, không tính toán chia ly với em quá. Nhưng mà được cái là em cho bạn trai là nhậu. Nhậu nhưng mà biết điểm dừng thôi chị. Đừng có nhậu mà bợm quá. Dạ, em sợ em có biết nhậu không? Dạ ít chị. Rồi có nhậu chung bạn trai được không? Dạ cũng được. Tâm sự thật ra chủ yếu là ngồi. Dạ, tâm sự chia sẻ với nhau. Dạ, đúng không chị? Chứ thật ra thanh niên đàn ông mà cái gì cũng muốn biết hết trơn. Nó cũng mai mốt lấy mình về nó mới đi tìm hiểu mà còn nguy hiểm hơn. Còn bên đây sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là không quá ốm mà không cũng mà cũng không tròn quá, cũng mỉm mỉm thôi. Mỉm mỉm thôi. Với lại bạn nữ bên kia mà biết uống bia thì quá tốt. Bia ra hai đứa ngồi uống rồi hát hỏi nhau. À, tình cảm. Đúng. Sao thấy quan điểm anh chia sẻ vậy thấy được không em? Dạ cũng được. Cũng được phải không? Hợp gu phải không? Dạ. Ok. Rồi đâu coi hình ảnh coi có đem hình theo không? Em có đem hình không? Dạ có. Đưa chị coi. 4 cô đó chọn một cô. Ai cũng chọn. Wow, 3 anh này chọn một anh. Có gợi ý gì không chị? Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Tự tin thế ớn luôn. Chắc em nghĩ cái anh bên ngoài cũng... Anh nó đẹp trai nhất đó hai em. Dạ, nhìn anh cũng được. Cô này. Tại sao chọn cô đó? Để tròn nhất. Tròn nhất đó hả? Rồi, để coi. Mà giờ thí dụ cô đó chịu không? Chịu. Chịu, xúc dở được ế quá, ai cũng chịu hết trơn. Quá rồi chị ơi. Khổ tâm quá rồi. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim.
Chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra xem cái cảm nhận ngày hôm nay của hai đứa mình là có trùng khớp với nhau hay không nha. Đúng không em? Xe bét rồi. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn ha. Chui rồi. Dạ. Cảm ơn. Em đeo kiến nha chị. Đeo đi em, chứ không đeo kiến lấy gì thấy. Rồi không thấy rồi biết bạn gái mình sao. Em cũng có món quà tặng anh. Không, cảm ơn em. Dạ. Hiểu ý nghĩa món quà không? Hồi nãy ta có giới thiệu đó. Dạ. Trời, mà em cho bánh mì không, em không cho cái gì ăn chung cũng khổ à. Dạ, lát rồi cái gì điện thì ra ngoài muốn gì thêm. Rồi bây giờ bữa chọn nào? Biết cô ấy là ai trong bốn cô này chưa? Dạ. Sai rồi, bây giờ sai bị phạt nè. Hát câu nghe coi. Thì anh tặng em bài hát Mãi Mãi Bên Nhau. Mãi Mãi Bên Nhau. Yeah. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao. Trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng? Khi con tim giật tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng này mơ được sánh đôi. Dạ, cảm ơn. Hết rồi chị. Hết rồi hả? Chết luôn á. Rồi bánh mì nè, bánh mì nè, em thấy có gì đặc biệt không? Em dòm hình thù của nó coi. Trái tim. Phải không? Phải. Phải trái tim không? Hình trái tim. Tôi nhìn ra giống cái mông. Dạ. Bây giờ gặp nhau rồi, tặng quà rồi, bây giờ nói nghe cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào, mời em. Bạn gái xinh. Có tròn quá không anh? Anh chưa nhìn kỹ cho nên chưa. Ừ, nhìn kỹ đi, em kiếm nhìn kỹ đi, đi hẹn hò mà anh còn chưa nhìn kỹ nữa. Thì chừng nào mới nhìn kỹ? Nếu như mà bạn bè của anh á, con trai nè, bị đê nè, gay nè, lét nè, thì đâu có lý do nào để em ghen. Dạ. Trời ơi, bớt giỡn em. Con bạn em mà con trai bị gay, đê, gay, gay, gay mệt. Tôi ghen luôn à, giỡn à. Tại vì em chơi mấy đó là nhà, đi làm chơi, quen biết. Còn con gái thì cũng được mà. Con gái thì bạn gái anh không thích nên anh không có chơi. Ừ. À. Có nghĩa là đó giờ lựa chỉ chơi với bạn trai, không chơi với bạn gái. Đúng rồi. Hoặc là chơi với bạn gái của người bạn trai, chơi chung với nhau. Có nào chơi luôn vợ bạn không? Không, không có, không có. Chắc không? Chắc chắc. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một chút khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món cá chẽm chiên giòn của nhà hàng Indochine nha. Rất ngon, rất hấp dẫn. Nhưng nhớ vừa ăn vừa tâm sự. Dạ, rồi, mời hai em ngon miệng. Em nghĩ là quen bao lâu thì được? Khoảng tầm 3-4 năm được đúng không ạ? Lâu như vậy? Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi, quen 4 năm rồi kìa. Lâu quen 4 năm mới cho cưới. Tại vì em lâu thấy quá. Cái tính em nó còn con nít đó anh. Từ, lại... từ về là hết nít. Dạ. Chứ là em còn cũng còn hai đứa em, nên em cũng ngại đợi nó lớn xíu nữa anh. Nếu mà đến á thì em sẽ ở đâu? Em muốn ở ngoài, ở riêng hay là ở nhà của anh hay là bác anh ở rể? Dạ, tại vì bên em, gia đình em là quy định là muốn một chị gái là chỉ có được một người ở rể thôi. Nhưng mà em không muốn là mình sẽ là người đó. Nên nếu được thì em về nhà anh cũng được, nhưng mà ở riêng thì thoải mái chứ anh. Cứ ở nhà một trong hai chú đi. Rồi mình tích góp mình mua chung cư ở. Dạ. Anh có đi du lịch xa chỗ nào? Anh đi trong nước thôi. Anh chỉ đi với bạn gái thôi. Dạ. Không visa hết trơn. Dạ, ý là em chỉ hỏi là anh có đi du lịch không, để kiểu như là em cũng thuộc diện thích đi du lịch á. Thì em đi, anh đi với em. Dạ. Phải nói trước để anh sắp xếp công việc. À, cái công việc của em và cái về gia đình của em á, phụ buôn bán á. Tại vì buôn bán thì em đi buổi sáng, còn anh đi làm thì em đi buổi tối. Em bận một ngày như vậy. Mà ngày ốp thì em chỉ được rảnh buổi tối thôi, em thấy có được không? Anh mày, thấy có vậy không? Mày muốn em có chồng thì sao? Có chồng thì cái đó em tính sao? Không, mày có chồng ở nhà chồng đi. Hoặc là ở nhà riêng đi. Chỉ đi tập trung đi làm thôi, rồi lo gia đình của em. Dạ. Em ăn thử miếng đi. Dạ. Em thấy anh sao? Em đoán anh đúng không? Dạ, sai luôn. Sai luôn hả? Dạ. Đẹp trai nhất mà sai trời. Tại vì em thấy cao anh. Em thích người cao á anh. Anh cao nhất, cái mà nói anh cao nhất mà. Cao nhất hả? Vậy anh là người ở bé ngoài đúng không? Đúng rồi, để có vỏ. Vậy là em đoán đúng, anh đoán sai à?
ở đâu xa đến đâu. Sao rồi, đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon. Hẹn hò được gì chưa? Quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm hôn nhân của em là xác định quen là xác định cưới. Ví dụ mình dự tính là 1 năm. Ừ. Mình thấy 6 tháng ổn rồi thì cứ cưới luôn đi. Ừ. Đừng có do dự nữa. Ừ. Tại vì hồi nãy chị vừa đi ra chị nghe em giới theo em mét là cô này đòi 4 năm hả? Đòi 4 năm. 4 năm lâu quá. Ừ, lâu quá. Ai đâu mà rảnh mà đợi 4 năm. Ờ, không rảnh. Còn nếu mà căng thẳng nữa thì anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Ừ, đó, đúng. Nhiều khi không mà con gái người ta có quyền người ta nói em ơi, cứ là nói cho nó có giá thôi. Cái này mới quan trọng nè. Theo em nè, lấy nhau về thì trong hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Em nghĩ chắc em. Ừ, em nghĩ sao? Vợ hay chồng? Em công khai em được hết. Em công khai được hết. Ừ. Không có giữ lại cho mình nhiều hết hả? Ví dụ như là em cần tiền xài thêm đi thì chủ nhật á em đi chạy xe phụ chị em kiếm tiền thêm xài. Trời đất, còn tiền nhiêu làm đưa vợ hết. Thường thường là em bấm toán dữ vậy cha. Thường thường là em làm, ví dụ em làm hết được 18 đi. Ừ. 18 là học em không xài. À. Uống ăn chơi không xài. Là đó giờ em cất không để dành không á hả? Vậy chắc để dành cũng nhiều tiền rồi ha. Cũng được. Cũng được. Thôi vậy cũng được rồi, đừng đòi hỏi cao. Ăn thua là ta nói cái sự dẫn dắt khôn khéo của hai vợ chồng. Hôm nay em đi với ai? Có trục chặt là đúng là em phải đi tới đúng giờ. Nhưng mà em đi nửa đường thì cái xe con của công ty bị chết máy. Rồi em cũng không liên lạc được với mẹ luôn. Trời ơi. Em hẹn mẹ rồi là mẹ hứa đi rồi. À. Nói là có cái chị Cát Tường đúng không? Để gặp chị rồi hỏi thăm chị. Rồi cuối cùng nói, trục chặt. Cũng nói mà trục chặt. Mẹ không đi được luôn. Ừ. Trời tiếc ghê. Còn em, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái em ạ. Chị gái. Rồi, mời chị gái vô ạ. Chào chị, mình giới thiệu cho bản thân mình trước đi chị. Chị tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi. Dạ em tên là Hoa, em là chị lớn của bé Vy. Chị lớn. Rồi dạ. Sao chị chưa chịu ngồi ở đây? Dạ tại vì em đang còn học thạc sĩ với chị. Ồ, em mình... còn ham chơi ham học. Dạ. Mình học ở đâu vậy em? Dạ em học bên Ý. Ồ học bên Ý, vậy là đang về đi chơi thôi đúng không? Dạ trốn dịch chị. Thì ở nhà thì em gái mình là một cái người như thế nào? Có điều gì nãy giờ bạn nói chưa có kể với chương trình không? Thực tế thì những gì mà hồi nãy giờ bé Vy nó kể thì chính xác hết đó chị. Yeah. Có một cái nữa là chị sẽ thấy cái cách nói chuyện của bé đó là thậm chí là khi mà bạn trai bên đây hỏi về cái vấn đề mà hẹn hò buổi sáng á thì con bé nó vẫn ưu tiên cái vấn đề là phụ gia đình nhiều hơn. Thì em cũng có khuyên với lại con bé Vy rất là nhiều lần là mình buông bớt đi. Tại thực tế là hai đứa em nhỏ của em nó cũng lớn rồi. Nó có thể phụ cho ba mẹ. Bao nhiêu tuổi với bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con bé kế Vy là sinh năm 2000 là 21 tuổi rồi chị. Lớn hết rồi. Dạ, con bé Út là 14 tuổi rồi. Tại vì em biết sao không? Nếu mà mình không có cho buông bỏ bớt cho mình một cái dạ, cơ hội rồi. Ví dụ thật sự một người bạn trai ta muốn tới với mình mà chưa cho mình bích đường của người ta hết trơn. Dạ, đúng đó, em không có thời gian, em bận phụ. Dạ, người ta rồi. Cũng cảm thấy là dạ, đúng cái chị. Gì đó khó khăn người ta sẽ rút lui. Thật dạ, sự rồi. Bây giờ nhiều sự lựa chọn ngoài đường lắm. Em hiểu ý chị nói không? Mình thay đổi tư duy một chút xíu. Đương nhiên mình phải có hiếu, mình lo cho gia đình mình là ok. Thật sự có điều băn khoăn nhất hiện nay của em về gia đình là gì? Dạ tại vì em thấy là hai đứa em còn bận học quá rồi, ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Phụ được gia đình mình ngày nào hai bữa đó chị. Tại vì mốt em về nhà chồng rồi, lỡ khi là em ở bên chồng em phụ được, không có thời gian phụ cho mẹ em. Nếu mà em không có cái thời gian cho bản thân mình thì làm gì có cái ngày về nhà chồng. Dạ. Còn thật sự báo hiếu cho cha mẹ không phải là một ngày một bữa. Không phải là mình ở với ba mẹ mình mới báo hiếu, mình về nhà chồng là mình không báo. Dạ. Mình nói vậy là sai. Nếu người chồng nào đến với em mà không cho em báo hiếu ba mẹ thì người đó em cũng không nên lấy. Dạ. Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng. Em nói rất là nhiều á chị mà con bé nó không có nghe. À. Dạ. Chị thấy em sợ là nếu mà em về nhà chồng mà chồng không cho. Trời ơi, sao mà chồng nói câu nghe chơi cho chồng. Bây giờ mà nếu mình lấy được người vợ mà người vợ đó có hiếu thảo với cha mẹ với gia đình rồi cũng lo chăm sóc cho gia đình thì em suy nghĩ như thế nào? Em đồng ý. Đó. Em cũng có hiếu mà. Đúng rồi. Mình tìm người yêu, tìm người bạn đời là cái người hiểu mình, đồng dạ. cảm và chia sẻ với mình mọi thứ trong cuộc sống. Đó mới đúng là một cái tình yêu. Hôm nay quay lại câu chuyện thì bây giờ chị nhận xét bạn trai này như thế nào? Thì hồi nãy giờ em nghe câu chuyện của hai bạn nói thì em cảm thấy hai bạn cũng hợp á, nên cho nhau cơ hội. Bạn này thì cũng có vẻ là một người chân thành. Mình có một lời hứa hẹn gì cho chị ta học ở xa ở nước ngoài về ta không yên tâm? Thì em nói rồi đó, nếu mà chấp nhận hẹn hò thôi thì em tranh thủ với anh là từ 3 tháng đi là nhanh nhất, 6 tháng hoặc là chậm nhất là 9 tháng thôi. Đừng có lâu quá. Mà tình yêu cũng phải cho người ta thời gian chín chắn dạ. người ta mới dám cưới chứ. Gấp quá thì cũng thôi, nửa năm là quá nhiều rồi. Đâu có, mà thời phải 1 năm.
Nhưng mà chị cũng đồng ý không phải tìm hiểu nhau lâu là hiểu được nhau đâu. Dạ, tại dạ. Thật sự là nó có cái duyên. Với lại con người ta bao nhiêu mình chịu khó tập trung tìm hiểu đã lòi ra hết rồi. Dạ dạ. Quan trọng tìm vợ tìm chồng là tìm cái người có đạo đức. Chỉ cần cảm thấy người đó hợp với mình về mọi thứ là ok, còn tình yêu có thể vun đắp. Rồi, cảm ơn chị nha. Mời chị về để theo dõi tiếp câu chuyện. Bây giờ chơi một chút xíu trò chơi cho nó thư giãn chút nè. Bóc một lá thăm. Hai bạn hãy tưởng tượng đang đi dạo trên bãi biển. Ông đọc chữ không chạy hả ông? Qua đây, đứng qua đây. Đứng lên em gái. Hai bạn tưởng tượng đang nắm tay đi dạo trên bãi biển. Em cầu hôn sao để cho người ta từ 4 năm mà ta chịu xuống đi. Tưởng tượng thì là cục đá nha. Trời ơi, tưởng tượng có cục đá. Đây. Rồi anh đứng núp đây. Núp hả? Tôi né. Thì anh với em quen nhau cũng lâu rồi. Mà anh cũng xin phép má em rồi. Má em cũng chịu rồi. Dạ. Bây giờ mình cưới nhau nha. Cũng ngại. Em từ từ suy nghĩ. Tại vì cái quen nhau 6 tháng rồi. Nhưng mà từ cái 6 tháng đó mà đến cái đám cưới á, nó phải mất thêm 4 tháng nữa. Nó để chuẩn bị đó. Dạ. Dạ. Hỏi câu đó là cái trách nhiệm của anh thôi. Trách nhiệm là anh quen bạn gái phải có trách nhiệm thôi. Rồi anh qua nhà đi chơi với em, hoặc là xin phép đi chơi với anh, thì cũng phải xin phép ba mẹ em cho mới đi, còn không cho thì ở nhà chơi cho nó an toàn lành mạnh. Dạ. Yeah. Là anh đang muốn lấy lòng tin của ba mẹ em trước đó. Không, mẹ là chịu rồi. Tự tin ghê. Tự tin dữ vậy. Ừ, thôi mình đang tưởng tượng đi em, mình cho kết thúc câu chuyện. Mẹ thôi vậy anh mẹ mời ba mẹ rồi. Qua nói chuyện với ba mẹ em mẹ đi. Mẹ anh là chịu rồi. Dạ. 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 Rồi về chỗ đi cưng, đưa bạn gái về chỗ đi. Dạ. Yeah. Rồi tới mình đọc lớn lên coi nào. Bạn gái hãy miêu tả bạn nam giống ba con vật, nhân vật hoạt hình. Bạn nam phải diễn lại đúng ba đáp án đó. Cúp đầu nhìn anh giống Seiko. Seiko. Seiko trong Doraemon. Có coi cái hoạt hình Doraemon không? Đó, Seiko hô cái mỏ đó đó. Ghê quá, mất hình tượng. Dễ thương. Rồi nhân vật thứ hai. Chó. Tôm vậy thì có con chó nữa hả? Dạ, con chó mà già mà sổ đó, đó làm đi cưng. Gặp người không vậy? Ra tiếng coi. Nhưng chị nghe tiếng giống. Tới đó rồi. Anh chị tới đó rồi em. Rồi con gì nữa? À là gấu bùn. Gấu bùn mặt xấu lắm à. Anh ốm mà quá là gấu bùn. Ờ, nó ốm thì sao làm gấu bùn được? Này làm chó phóc được, chó biệt rễ. Kêu anh làm con khỉ đi. Ừ, làm con khỉ đi. Em không thích khỉ. Trời đất ơi, nhỏ này cũng ác nữa. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Đừng có hành hạ anh vậy. Đừng có hành hạ anh vậy. Đừng hành hạ anh vậy. Bây giờ quan trọng nè. Giờ đang mắt kiến nhìn thẳng nhau nè, 30 giây. Bây giờ mình nói một câu thật lòng thôi. Mình cảm nhận về cuộc gặp mặt này như thế nào? Tại vì em cũng không có mối tình nào đậm sâu á, nên em cũng chưa có biết cảm giác như thế nào. Anh rất là mong đợi cuộc gặp này. Thật ra ý bạn gái chia sẻ rằng là khi mình chưa có trái tim, mình chưa có tình trường, mình chưa có kinh nghiệm thì mình có thể nhìn nhận mọi việc qua cái lý trí. Nhưng mà nếu mình cảm thấy người này cũng có thể là đầy đủ cái yếu tố để sau này mình có thể tiến tới được, tình yêu thì từ từ nó vun đắp. Ngược lại về chàng trai này cũng vậy, chị cũng chia sẻ cảm ơn em đã yêu quý chương trình. Và ngày nay em ngồi đây chị cũng rất xúc động với những lời em chia sẻ, là em rất là mong chờ cái giây phút này. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. Đầu tiên có 30 phút ở đây làm sao mà mình hiểu được một con người? Chỉ cần có cơ hội thì mình nên nắm bắt. Nhiều người đã ngồi ở đây và đã tiến tới hôn nhân, sanh con đẻ cái, mời chị Tường đi ăn đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất quan trọng. Hãy nhắm mắt lại mới nhận được kết quả của nhau. 1 2 3 3 Hết thời gian. Tôi hồi hộp quá à. Hai người làm tôi hồi hộp quá. Qua đây em trai. Thiệt tình luôn á. Thật ra bây giờ bấm nút rồi chị mới chia sẻ. Nắm tay lại nè. Bạn gái chị nghĩ là còn nhiều cái suy tư lắm, nhưng mà cô ấy đúng là nhờ cái phân tích của chị cô mới bấm nút đó. Quan trọng là cái tấm lòng mình, cái trái tim mình luôn hướng về nhau. Chị hy vọng rằng hôm nay chỉ là cái sự khởi đầu. Hai bạn sẽ cố gắng chăm chút cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái.
Rồi, gửi tặng em một món quà của chương trình để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để hai em có thể có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, lát ra đi xem phim luôn. Khi mà làm mai mối được cho một cặp đôi như thế này, Tường cũng như ekip thực hiện chương trình cũng phải đầu tư rất là nhiều quý vị. Cái lúc mà Tường đếm 1, 2, 3 chứ bản thân Tường cũng rất là hồi hộp và rất là vui khi mà họ đã kết nối được với nhau. Và bây giờ thì Tường xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Chàng trai đến tham gia chương trình ngày hôm nay, một tràng pháo tay thật lớn cho hai chàng trai của chúng ta. Chần chờ gì nữa, hai bạn nữ xin mời. Wow, tôi vẫn đang còn nôn nao lắm. Bây giờ cho tôi hỏi hai chàng trai của tôi hôm nay, ai là người nhà của má Hồng Nga? Em là người nhà của má Hồng Nga. Em? Dạ. Rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chào chị Cát Tường, xin chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Quách Quang. Hiện tại bây giờ là Quang đang là chủ của một tiệm yến và hai quán cà phê. Em ở Sài Gòn. Dạ. Đang sống với ai? Em đang sống với lại gia đình. Và em cũng sống một mình. À, sống một mình. Em sở thích của em thì không có gì hết đó, ngoài là thích kim cương. Thích kim cương? Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Năm nay là Quang nhiêu tuổi? Em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 tuổi? Dạ. 38 tuổi, ông chủ công ty, chủ mấy quán cà phê, hột xoàn lấp lánh mà sao giờ hôm nay còn lên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nó hơi căng à. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè. Bây giờ em tự giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài và tất cả mọi người đang có trường quay. Em tên là Nguyễn Tố Yên, năm nay 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là mẫu ảnh. Em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. Xinh quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Thi, năm nay 24 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng hỗ trợ một phần pháp lý ở trong công ty chuyên về lĩnh vực logistics và kinh doanh nhiên liệu. Mai Thi là mình ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, hiện tại thì em đang ở quận 7 chị. À, ở quận 7. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ, em giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và ba bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả ở dưới trường quay. Em là Lâm, sinh năm 89. Hít thở vô chưa? Đang làm việc và sinh sống ở bên ngoài Đồng Nai ạ. Ở bên ngoài Đồng Nai. Dạ. À, em đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cho gia đình ạ. Ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không? Có kinh doanh xe máy thôi ạ. Kinh doanh xe máy là thêm, sao? Tức là mua bán xe cũ á chị. À, dạ. Lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em? Em điểm mạnh thì là người thân thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ và có biết nấu ăn ạ. Biết nấu ăn nữa. Dạ, biết chút chút ạ. Chút chút. Dạ. Rồi hiện tại là đang sống với ai? Em đang ở một mình ạ. Em ở riêng, có nhà riêng ạ. Ồ, vậy ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em cũng ở bên ngoài luôn, nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À, dạ. Trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, là không biết uống bia và uống rượu. Không uống chút nào luôn hả? Dạ, một chai em xịn. Một chai xịn? Dạ. Trời đất ơi, vậy rồi ba mươi mấy năm nay rồi, thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả? Cũng cho có tụ thôi ạ. Đưa lên và hạ xuống. Cũng hay ha. Dạ. Cũng rất là đặc biệt ha. Đó là những ưu điểm, khuyết điểm của bạn Lâm ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh. Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Một kết. Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc. Ủa gì kỳ vậy?
nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm. Tại vì điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Khi mà mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc cho xỉnh, thật xỉnh rồi xong em về em ngủ. Tôi không thể nào tin được một cái thân thể, một cái tướng nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả thùng bia. Đạt ơi, em không có cửa nha Đạt. Cái gì vậy? Em dòm đi cái tướng xem mà quất lần thùng bia, quất vô khóc. Có bạn ơi, Đạt có bạn ơi, bạn nhậu ơi. Nhìn gương mặt đó là thân quen, đó là quen thuộc, em đã gặp rất nhiều lần rồi. Là một diễn viên, là một ca sĩ nhiều lắm mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta? Em hạn chế lại nghệ thuật. Lâu lâu thì cũng mình cũng tham gia lại, cũng mẹ cũng theo nghề. Lâu lâu nhồi lên tí xíu rồi xong là lãng xuống lại. Em hãy nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng, nhiệt tình, hết mình. Còn điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người, nói chung là dễ bị lừa. À, em bị lừa nhiều lắm đúng không? Dạ, cũng khá nhiều. Khá nhiều luôn. Tiền bạc hay là về tình cảm? Dạ, đa số thì mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ. Sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không? Em nghĩ là chắc là được một chút, nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tí. Và có một điểm yếu đó là em bị hay tự ti, tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á. Giống như là em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc, nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có. Lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa. Tham vọng. Dạ. Bé đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ. Bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu, là đối với em cái nào mới là mạnh? Em thấy thì cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á. Vì em ba phải vậy. Mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh. Để biết tại sao mày hỏi em câu đó không? Dạ. Tại vì có những người, người ta đến chương trình quan điểm người ta rất rõ ràng, không thích bạn trai là nhậu nhẹt rượu bia. Dạ. Thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh. Nhưng mà có những người ta tới đây á, người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn, để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á, hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau. Thì dạ, cái đó cái người nhậu là điểm mạnh. Dạ. Không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người. Chị hy vọng với em nè, em trả lời thẳng thắn cho chị, em thích người biết nhậu hay không biết nhậu. Bạn gái ở ghế màu đỏ. Theo quan điểm của em á, thì em thích bạn không thích nhậu. Không biết nhậu thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dừng, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được đâu em, nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, thích quan tâm chăm sóc người khác. Em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường. Chuyện bạn này chắc dài lắm, tôi hỏi chuyện bằng Lâm trước. Lâm, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học, gần 7 năm rồi. Trời, mối tình dài 7 năm, rồi sao chia tay cơn? Do áp lực gia đình bên bạn nữ, gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi. Không muốn bạn quen bạn trai đây. Là muốn đi luôn. Dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu. Nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ, nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ. Đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi, chờ đến cái chỗ tụi em hẹn á, rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi. Tình yêu nó cũng khổ quá ha. Rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi. Rồi xong luôn. Rồi. Chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em? Khoảng 1.5 năm ạ. Có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không? Dạ không ạ. Tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng. 2 năm sau là bạn đi nước ngoài. 7 năm trời tuổi thanh xuân ha. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ. Kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám góp ý nhau nhiều á, nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng mà nếu hôm nay em có bạn gái mới là em phải thôi đó. À dạ vâng. Được không? Dạ được. À được. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một người có tính tự lập, có lối sống hiện đại một chút. Chơi cũng biết chơi, làm cũng biết làm. Nhưng mà mình chơi mình không bị cuốn quá. Rồi. Nên là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Việc nhà cũng không cần đảm lắm đâu ạ. Không cần đảm việc nhà. Ủa vậy thì ai làm việc nhà? Em có suy nghĩ là chia sẻ công việc. Không nhất thiết là người vợ là phải nấu cơm, quét nhà, giặt giũ các thứ chăm con. Mà nếu có điều kiện nữa thì mình có việc thuê người em ha. À dạ vâng. Đúng rồi, dạ. Mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực. Dạ, đúng không cưng? Dạ, dạ, đồng rồi. Ý. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không? Cao, thấp, mập, ốm, mặt mày, vóc dáng ra sao? Cao cũng chỉ khoảng tầm 1m6 đổ lại thôi ạ, chứ không cần 1m6. Cao lắm đâu. Biết ăn mặc chút xíu ạ. Dạ, cho vợ mặc màu đen thoải mái. Ví dụ hở hở xíu được không? Hở hở xíu thoải mái luôn chị. Thoải mái luôn. Đừng có lố quá được rồi. Wow, dễ sợ nha. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc, em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi? 3-4 năm rồi. Vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy mà 4 năm trời nay vẫn ế hôm nay tới với chương trình? Theo như mọi người nói thì em nhìn em không được thẳng rồi. Không được thẳng rồi.
giới tính không được thẳng. Mà em có thấy em thẳng không? Em thẳng. Em thẳng. Làm sao để chị biết là em thẳng? Thì giới tính của mình mà mình phải xác định được chứ chị. Em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng? Do em ăn mặc chỉnh chu nè, hoặc là em không bia rượu và cũng lâu lắm rồi, em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường. 80% là nghĩ em như vậy, còn 20% thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu. Tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm. Vậy em xin lỗi em nha, tại vì chị là mai mối mà, chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích. Chị là phải soi. Thì bây giờ bạn này bạn ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè. Là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên gương mặt nè. Chỉnh nhẹ, chỉnh nhẹ. Chỉnh nhẹ. Tại sao? Tại sao? Đó, nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì? Em thì là người trọng hình thức, thích cái đẹp. Với lại mẹ em cũng là người như vậy. Cái sửa mũi này á, là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng. Không, cái mũi thì chị nghĩ là ví dụ như mình không đẹp, mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi. Nhưng mà còn cái lông mày nữa, cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ. Lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm. Nên là nó cứ tác động thôi, rồi tụi nó làm cho em thôi. Vậy là em cũng phải có nghiêng nghiêng ngã ngã làm sao chứ. Thường mà chị thấy trai mà thẳng là ví dụ giờ biểu đạt đi xăm chân mày. Dạ. Xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi. Thôi chị. Sao vậy? Em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm. Bởi vì em đang có vợ rồi, em không đẹp đẹp như. Nhưng mà em là người công chúng mà. Nhưng mà đem đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi, đẹp hơn nữa nhiều người. Quyến rũ nhiều người nữa đó là không thấy hay. Chưa? Thấy người đàn ông chân chính chưa? Nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha. Em quên rồi, thích nha. Cái đẹp thiệt. Thiệt tình đẹp, đẹp trai. Người ta có mối tình 7 năm mà chị. 7 năm mà ta bỏ đó, ta lấy thằng khác đó. Tại vì địa lý thôi là phải. Không, đâu có địa lý đâu, không có địa lý đâu. Đi nước ngoài. Trời ơi. Thôi không sao. Thôi em gái tự khám phá nha. Sao thằng thẳng vậy, xem thằng thẳng vậy. Căng thẳng. Căng thẳng, đúng vậy, căng thẳng. Bây giờ chắc chắn là thẳng không? Thì em thẳng quá vậy. Thì em chắc chắn không? Chắc chắn. Rồi chắc chắn. Rồi, con gái mà ghé màu đỏ đi nè. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Tôi không tin. Tôi không tin. Thiệt ra thì cũng có bạn thích em, cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà em cũng chưa thấy phù hợp, cũng chưa thấy thích bạn. Theo đuổi em 2 năm em không đồng ý. Rồi xong rồi cái chàng trai đó lặng lặng rồi, im lặng rồi biến mất luôn hả? Hay dạ sao? Đúng rồi anh. Hồi đó thì giờ mình phải có cái tình cảm với một người khác giới chứ. Dạ có, thì em cũng có đơn phương hai ba người. Nhưng mà kiểu tính của em thì em không có chủ động. Em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết. Xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh. Mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Anh thấy là chị Lâm Vĩ Dạ theo đuổi anh á. Thì cũng cứ xúi em là bây giờ thích ai thì cứ... Là người phụ nữ phải chủ động đúng không? Dạ, cứ đi mời đi uống cà phê đi. Rồi xong rồi cứ nói em thích anh, em thích anh. Nói đại vậy đi. Là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Em cũng hy vọng là hôm nay em có thể tìm được một người để ra về chung. Hy vọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cho em làm được cái điều đó ha. Rồi tôi. Tìm được người ra về chung. Vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè? Dạ, mẫu người đàn ông về ngoại hình thì em thích bạn nam cao một chút xíu, khoảng 1m75 trở lên. Vì em cũng hơi cao. Về tính cách thì em thích bạn vui vẻ, hòa đồng với lại hài hước một chút xíu. Em cao mét mấy Lâm? Em 1m71 ạ. 1m71, Quang cao mét mấy? Em 1m75 ạ. 1m75, trời sao vừa đúng chuẩn vậy. Giống như ngồi nghe người ta nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình gì. Quang ơi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi, có nhớ hết không? Nếu em nói một mối tình chị tin không? Tin chứ, tin chứ. Chị thì rất là tin người. Em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị Tường nè. Hả, tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy? Nếu người đằng trước là người chị yêu và người phía sau là người yêu chị, và người phía sau luôn âm thầm, luôn làm tất cả mọi thứ vì chị và có thể khóc vì chị, nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi, thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu? Chị nhìn thẳng không mà chị ít khi nào quay lại lắm. Chị nhìn thẳng. Còn cái người mà đằng sau lưng mà luôn luôn theo dõi chị, giúp đỡ chị thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta phải làm. Cái người phía sau đó chính là em. Yêu đơn phương. Chính xác. Sao? Tụi em là ba đứa bạn thân với nhau. Bạn nữ đó yêu bạn kia. Và bây giờ là ba người chỉ là bạn thân với nhau. Còn ba đứa không, cuối cùng sầu quần không được đứa nào đúng hết. Đúng rồi, không được đứa nào hết. Và bạn nữ đó có quay lại với em. Nhưng mà thà em chờ đợi. Chờ gì? Em chờ đợi và em cô đơn. Cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên. Ba đứa chơi thân nhau rồi xong hai đàn ông nó cứ sầu quần. Hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi. Và em không thể nào em quen bạn nữ đó được. Tại vì tụi em là bạn thân với nhau. Nó rối quá vậy. Nhưng mà em còn đau khổ không? Hay là cứ đau khổ là nhậu một thùng xong ngồi khóc? Thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi. Không, mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy. Cuộc sống mọi thứ nó phải vận động, nó phải về phía trước. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ thì em mới có thể tới được với cái người hiện tại. Nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị. Nếu mà không nhờ bạn nữ đó thì em không có chí
tiến thủ đến ngày hôm nay và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ cái bạn đó. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng rồi. Chính xác, nó chỉ là một cái kỷ niệm và một cái ký ức thôi. Đồng ý. Cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân. Yes. Mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không? Bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em, nhưng em không chấp nhận được cái điều đó. Anh, em đang tự anh... làm khổ em vậy? Nó đang tự dằn vặt bản thân vậy? Không, cái gì tình lưu vậy? Không phải anh, không phải em không dằn vặt bản thân của em. Tụi em là người ba người đã chơi thân với nhau. Nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia, không chấp nhận em. Thì bây giờ gì lòng tự động chứ, người ta cũng có tự bạn nữ chứ. Đó và bạn nam kia đã chia tay nhau, bạn nữ đó quay về với em thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó, thì em hoàn toàn hiểu. Không chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người, nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự xao xuyến, thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á, cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa, em suy nghĩ như thế nào? Đây là câu hỏi khó đó. Không phải chị, nó cũng không khó đối với em. Nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á, thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Đâu có vô cớ em, không có chị. Cớ không có. Nếu vô cớ mà gì? Em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm bạn nữ khác. Hiểu, đó là lý thuyết thôi em. Chính xác. Trên thực tế đó, yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền, nhiều khi chiều chiều tối tối cái em buồn quá anh này kia nọ, đi hoài là vợ chồng tan nát nghe em nha. Một khi đi là có ba đứa bạn thân với nhau. No. Mà nếu mà bạn đi, nữ đó vợ muốn, em đi theo. Đúng, nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em. Đến với chương trình em đang mong muốn điều gì? Mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm. Chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực. Bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía. Dạ. Cùng một cùng thời điểm, nhịp tim. Cùng một lúc. Rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không? Người như thế em nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Hoặc là người ta có câu là hàm răng mát ốc là gốc con người. Đó, người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống khổ biết bao nhiêu năm đã là một người mà luôn dành tình cảm, luôn thương yêu con cái. Và em cũng muốn người phụ nữ đó có y chang như người mẹ của em. Đó là tiêu chí của hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới dạ đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình trước còn thời em đi học nói chung là kiểu tình yêu nhỏ, tính là dễ thương thôi à, không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu. Chỉ có cái bạn thứ ba, bạn sau ở sau cuộc tình sâu động nhất đúng không? Dạ, là bạn mà em chia tay cách đây 1 năm. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ yêu hơn 1 năm. Mà sao chia tay? Nói về lý do yêu trước nha. Em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em, bạn đó mua đồ của em. Em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó. Giống như bạn này, tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có up gì hết, nói chung là hoàn toàn bí ẩn á. Bạn này nói chuyện rất là hay, rất là cuốn. Bạn này cũng đúng là cái gu mình thích đó, học cao, hiểu biết rộng, tài giỏi, nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định bước vào mối quan hệ yêu đương với bạn này. Lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách đó, xa quá, với lại hai người quá bệnh. Bạn ấy ở đâu? Dạ bạn đó ở Hà Nội. Bây giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không? Dạ không, em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau. Chia tay là dứt luôn. Yeah, chưa. Dạ, chia tay xong là block luôn. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không. Hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Đó, áp lực đã đang nghe nói chưa? Xa đó. Hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á. Đổ mồ hôi hộp quá đi Tùng. Đổ mồ hôi á. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè? Chững chạc. Chững chạc Quang ơi, chững chạc. Chững chạc, tinh tế. Tinh tế. Dạ. Chắc hỏi thăm người thân đi. Dạ hỏi ý kiến người thân đi nè. Má ơi, nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối 4 cái bạn này giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang ha. Dạ. Thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao. Giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó. Cô này đây hả? Dạ đúng rồi. Cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ. Thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn? Cái này đó thì hơi khó cho má đó. Tại vì biết làm sao không? Không có được nhìn được cái cô đó làm sao.
rồi cái chưa có được gặp ta, tánh tình ta làm sao. Thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó. Tại vì má khó khăn lắm. Má khó lắm. Bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long. Chứ không phải mà lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi. Chốt liền đi ra liền đó vậy đó. Yeah. Thành thử ra là giờ nói hỏi má, má không biết sao trả lời. Thằng này giờ mày muốn nào mày nói đại đi. Mày muốn nào mày nói đại đi. Không phải tao, hay không ngờ cái gì. Yeah. Giờ thì mấy anh mấy chị cứ bàn nhau đi rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó sai quá đó thì tôi nói. Chứ còn giờ biểu tôi nói gì, tình cảm mà đâu có nói được. Với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này, thế này, này. Tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt, tôi đỏ cho nghe. Không được với tôi rồi. Dạ. Con tôi nó sợ lắm à. Cảm ơn má. Cũng lo tới đó hết cử rồi. Hết cử rồi, má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có được gì không nha má. Đạt ơi, bên nhỏ nhà trai xong rồi đó, tới hồi nhà gái tới phiên em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em hôm nay là đi với chị Mai Thi. Em là em của chị Mai Thi mà chơi chung nhóm bạn. Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung. Thì chị Thi đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các hoạt động thiện nguyện. Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao? Hai chàng trai bên đó thì hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn? Dạ, em nghĩ là anh ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn là ghế tại xanh. Vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chân chơi gì nữa? Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta được gặp mặt nhau thôi. Cảm xúc đầu tiên của Lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em thấy hai bạn nữ rất là xinh rồi. Làm gì tay chân quý hết trơn lại, làm gì mà bấu bấu như vậy? Em còn rung hơn hồi nãy nữa. Xinh quá. Xinh quá hả? Cảm thấy là có cái gì nó rộn ràng trong người chưa? Có. Rộn ràng nên mới là bị bối rối rồi. Nhưng mà em hay gặp gái xinh là bị bối rối. Bản thân mình có để, có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa? Hay là đang còn chung chung? Dạ, đang còn chung chung rồi. Trời ơi, em ham hố quá. Mình phải đánh chung thẳng mục tiêu chứ. Quang thì sao? Mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không? Em hơi bất ngờ và hơi run. Bất ngờ vụ gì? Hai bạn nữ quá lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ xinh vậy. Câu hỏi cũ giống bên đây là có cái gì nên được xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn? Cũng có. Có đó, mạnh dạn dứt khoát. Tập trung vô chuyên môn nha cưng. Chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi, chừng nào mình mới tặng. Tặng luôn đi thôi, chị mình tặng luôn. Tặng đi. Trời ơi đúng rồi, đây là tiệp yến của anh. Anh gửi tặng cho em một tiệp yến. Chúc em lúc nào luôn xinh đẹp như vậy. Wow. Được tỏa sáng như vậy. Mình nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Hai MC cũng có quà, đó là chú. Chị Cát Tường. Chị cũng cần xinh đẹp quá. Đúng không em? Dạ. Cảm ơn anh Hứa Minh Đạt. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Trời ơi hay quá. Em có chuẩn bị hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ. Hai bạn có thể mở ra luôn ạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ đây là thẻ tập gym ở miễn phí ạ. Để hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Dạ gì? Em có tập gym hả? Dạ có. Dạ thì hôm nay em có chuẩn bị hai cuốn sách thì em xin phép tặng mỗi anh một quyển. Dạ em gửi anh. Cảm ơn. Sách khác nhau nha, phải sách giống nhau nha. Em gửi anh. Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá, mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi. Nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ. Đọc lên coi sách gì. Tâm an ắt bình an. Tâm an ắt bình an, bên đây sách gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nó có ngẫu nhiên không ạ? Hay là có chủ đích ạ? Em có ghi ở trong đó anh. Có ghi. Em mở liền. Được, đọc lên cho chị nghe. Chào anh, em đã một mình, cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Em hy vọng hôm nay em gặp đúng người. Hôm nay gặp đúng người ha. Em có cái chữ gì chẳng liên quan. Thân tặng anh. Thân tặng anh. Bây giờ thì các bạn hãy trò chuyện với nhau đi. Hai anh có muốn hỏi gì hai cổ không? Quang. Nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không? Dạ anh hỏi em ạ. Chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn trước đúng không ạ? Chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh. Vì công việc của anh không có thời gian. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Em rất là hiểu chuyện. Lâm hỏi đi Lâm. Dạ, với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đi chùa. Em trai. Cũng đi chùa hả? Dạ, em một tháng đi 2 lần. Ngày rằm và mùng 1. Ăn chay luôn. Dạ. Wow, quá giống nhau ha. Dạ, em có câu hỏi. Rồi, em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một người yêu, có một bạn người yêu kiểu như là
cách tuổi quá xa, ví dụ như em chẳng hạn thì không biết là có vấn các bạn có cảm thấy vấn đề gì không? Hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ. Thi thì là 24, em mới có 21 phải không Cưng? Dạ đúng rồi. Có 21 thôi. Nhưng mà hai chàng trai của mình, một anh 32 và anh tới 38. Thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi. Cái chênh là tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Với lại vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết. Nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục. Ok. Còn Lâm thì sao? Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không. Nhưng mà chị thấy em lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở Biên Hòa. Hai bạn gái này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào? Biên Hòa với lại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa, nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể hẹn hò và gặp nhau được. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được rồi. Quang, anh có thể hỏi anh, hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em, một tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được một lần, hoặc đôi khi một tháng chỉ hẹn nhau một lần, thì em có chấp nhận anh hay không? Một tuần là một lần là cũng hợp lý, nhưng mà một tháng một lần thì hơi ít. Với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý với quan điểm của Quang nha. Không biết là Quang hỏi đi mục đích gì, hỏi để nghe cô trả lời cho vui, để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi. Chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, thể yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau. Vẫn chị chắc chắn với em là như vậy. Nhưng mà luôn. Em cố tình em hỏi như vậy để cho bạn nữ để coi bạn hiểu trả được, lời như thấu thế nào. Hiểu được công việc của em như thế. Bận cỡ nào bận, tôi bận dữ lắm, sáng đi quay, trưa đi quay, tối đi quay, mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à. Kỳ vậy đó. Ngồi vậy đó, trai gọi là rảnh à. Em rồi. Xin phép anh, em hỏi anh ghế đỏ, anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như thích đi chùa nhiều với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á? Cái điều đó thì tốt mà, anh ủng hộ. Gia đình của anh là ở Biên Hòa hết hả anh? Và anh định cư ở đó luôn? Đúng rồi, ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở Biên Hòa. Hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không? Rồi mời em. Thật ra em cảm thấy cái vấn đề về công việc á, ví dụ nếu em bận quá, thì ví dụ mà hôm nay anh bận mà em có thời gian rảnh, thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh. Tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau về kinh doanh, về nghệ thuật. Cả hai anh luôn á, về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không? Thì em đều phụ được. Cũng trong một tháng nha, mình chỉ cần dành ra một hai ngày cho một tháng đó, cùng nhau đi du lịch, giải stress các thứ á, xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc. Ví dụ như mà hôm nay em bận, em muốn em bận đi quay các thứ, thì ví dụ mà anh người yêu của em thì có thể đi cùng em, hoặc đổi ngược lại cũng vậy. Mỗi cái ghế của mỗi bạn sẽ có hai cái nút bấm. Sau 5 cái tiếng đếm của Đạt, mình có quyền lựa chọn. Nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh. Mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút bỏ. Nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1. Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước vào một mối quan hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Người như thế nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Bấm. Và hết thời gian. Một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi. Cho chị hỏi Quang trước, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Bạn nữ áo trắng, bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được, em thấy em phù hợp với bạn nữ đó luôn. Vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em đã để ý bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không? Đó là tùy duyên và duyên phận. Đúng của rồi mình. Hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung, thì em nói là có rồi.
Thì cho chị hỏi thật, lúc đó cái có rồi đó của em là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc dạ, đó? Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô áo đỏ, ghế đỏ mà? Em cố tình để em làm như vậy. Em làm như vậy nó đối với phụ nữ khó quá. Em là chuyên gia thách đố bản thân tại mình đúng gì không? Làm khổ, tại vì làm khổ bản thân mình chi nếu, vậy? Nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em. Trời đất ơi, chi cho cực vậy? Cá tính tạo nên số phận. Dạ. Chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình. Tại sao cánh cửa mở ra em thích cô này ngay từ đầu em tặng quà cho cổ đi? Em thích cô này em đi tặng quà cô kia, em chơi gì cháu ngoe cháu ngoẩy vậy? Trong khi đó bạn của Mai Thi cũng thấy là thích hợp, Quang thích hợp với lại với Thi hơn. Ở dưới này người ta cũng đã nói rồi là thấy là bạn này hợp với bạn này, là người ta đã tập trung vô vậy rồi. Em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia, rồi cuối cùng em cũng xăm em hỏi bên kia. Mình phải thử thách chứ chị. Trời ơi, tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu. Nhưng mà chưa... em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng phải vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi to đụng. Nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em, không chứ. Ai nghĩ nổi đâu. Nếu là chị ngồi vị trí đó, một người sành sỏi như chị, tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh Hứa Minh Đẹp? Tại sao bạn nữ áo trắng đó thì bởi vậy và em cố tình đến lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa. Khó quá, ta cũng đã nói hiểu ơi, tức quá còn tức còn trai má quá má ơi, thì con đi làm mai đó giờ tự làm rối luôn. Xin chia sẻ chút xíu á, là hồi nãy anh có nói là mình phải có thử thách với khó khăn á. Em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu, yêu. Nếu mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn, ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như xa cơ hay là gì á, thì cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ. Còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không ai chịu nổi hết trơn. Không hiểu rồi sao cưng, sao không bấm ai hết trơn vậy? Hai bạn thì rất là xinh, em phải công nhận điều đó, nhưng mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn. Chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ. Dạ anh tại vì vậy. Em cũng thử thách luôn hả? Em dạ cũng thử thách lại anh, luôn hả? Em thích ảnh một điểm là ảnh cũng hay đi chùa là em thích như vậy. Nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động, với lại là cũng từ phía ảnh. Cho nên là em quyết định không bấm. Vậy sao lúc nãy anh im lặng, anh không hỏi gì em, anh cũng không nói chuyện gì về em, sao mà em cũng không bấm rung động? Nếu vậy em nói là đi chùa, đi chùa này nọ, tất cả mọi thứ làm từ thiện, thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều. Bài kinh anh cũng thuộc, hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé. Nãy không nói, giờ mới nói. Dạ thì bây giờ em mới biết mà. Thì đó. Nhưng mà, rồi, bây giờ để bây tôi giờ hỏi câu, tại sao em tìm hiểu. Bây giờ cũng muốn nghe. Ở tại sao người ta không bấm mà không lành quá. Tối về nhậu rồi khóc nữa quá. Sao? Còn em gái sao không bấm ai trơn vậy? Em không chọn ai vậy? Chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á, kiểu mình chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là cảm xúc chưa đủ, nên là em quyết định không bấm. Ôi, nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi, hai chị em mình bấm. Ca khó. Các Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn, nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh, tình yêu nó là cúp bắt trò chơi. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Rồi, gửi tặng hai bạn luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, gửi tặng hai bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.